Đây chính là nhánh sông Cửa Trung hả cô chú anh chị, đi qua Cù Lao Tân Thạnh của huyện Tân Phú Đông. Đây, và đang đi tới cho cô chú anh chị xem ha. Đây chính là phà Bãi Lèo, phà đang di chuyển thì qua lại tấp nập liên tục ha. Đây nha cô chú anh chị, bến phà Bãi Lèo thì cái bến nó là bên kia ha, qua bên đó là Cù Lao Tân Thạnh của huyện Tân Phú Đông. Rồi để Khoa giới thiệu cho quý anh chị một cái miếng đất gần sông ha, cực kỳ mát mẻ luôn, diện tích cũng khá là rộng rãi để cô chú anh chị mình về đây mình cất nhà thường hoặc là mình mua bán ở khu vực này cũng được ha. Khu vực bến phà tấp nập thì mình có thể tận dụng để mình mua bán, buôn bán hàng quán tập quá quán nước rồi đó cũng được ha. Như cái quán nước đối diện đây ha, đối diện bến phà. Rồi ở đây thì hiện tại Khoa còn một nền ha, diện tích là ngang 6 và 29. Đây nha cô chú anh chị, từ vị trí trụ ranh này qua bên đó là 6m, chạy dài là 29m, động cái lầm lứt bên dưới ha. Ở đây thì dân cư cũng đông đúc ha, gần sông cực kỳ mát mẻ luôn. Giá của lô đất này là 300 triệu nha cô chú anh chị, để Khoa đi sâu cho cô chú anh chị theo xem ha. Nền mình thì cao ráo rồi, cô chú anh chị có thể tận dụng mình xây dựng luôn ha. Trụ ranh đầu đuôi có sẵn. Đây khu vực bến phà, đường qua lại tấp nập luôn. Sổ này là sổ hồng riêng sẵn, diện tích là 629, có 100m² thổ cư. Đường này là đường 8m rồi nha cô chú anh chị, đường 8m, đan rộng 3m rưỡi. Đường này có lộ giới, lộ giới mỗi bên là vô 8m ha. Thì khoảng cái ranh và cắm trụ ha, ở vô là thì diện tích thực dụng của mình sử dụng. Hướng ở đây thì quay về đất mình về hướng Tây ha. Đây Khoa còn rất là nhiều nền nhưng nó bán hết rồi. Thì hiện tại giá trị năm rồi thì mình đã bán trên 300 triệu. Thời điểm năm nay thì giá thì cực kỳ rẻ, nó tụt giá so với một vài năm về trước. Thì diện tích rộng rãi 6m này chỉ có 300 triệu thì view xong gần sông mát mẻ thì ngại gì không mua cô chú chị. Rất là rẻ luôn. Rồi, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ha. Xã Phú Thạnh là xã lộ 1 của huyện Tân Phú Đông. Thì từ đây ra chợ Phú Thạnh tầm khoảng 500m nha cô chú anh chị. Về ủy ban xã, ngân hàng cũng tầm khoảng 600m. Đây thì đường ô tô 16 chỗ mình vô được ha. Quý anh chị ở Sài Gòn thì về đất thì đi tuyến phà gần nhất là phà Tân Long. Từ đây ra bến phà Tân Long tầm khoảng 700m. Vị trí đất cách thành phố Hồ Chí Minh 70km, cách thị xã Gò Công 25km ha. Quý anh chị nếu mà ở Sài Gòn thì đi tuyến quốc lộ 50 qua cầu Mỹ Lợi, rồi về Gò Công, đi bến phà Tân Long thì về đất rất là gần ha. Đất mình thì ranh giới rõ ràng hết rồi, sổ hồng riêng sẵn, quý anh chị muốn công chứng liền vẫn được ha. Rồi, chỉ 300 triệu nền ha, một nền duy nhất, giá cực kỳ rẻ. Cô chú quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em qua số 0334447430 và 0764450016, kết bạn Zalo để Khoa tư vấn thêm ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.